hệ túi khí này cho tới là các cái tấm nốt như thế này. Ở đây thì tấm nốt của phiên bản MA100 nó cũng đã thay đổi rồi. Và đây chính là về cái ở góc nhìn khi mà chúng ta nhìn cái con ăn nó hoạt động từ. Mã ghế massage nội địa Nhật phiên bản đầu tiên của thương hiệu Panasonic được tích hợp tính năng trí tuệ AI thông minh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Để cho các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn và cũng như là nhiều mẫu mã về những chiếc ghế massage đến từ thương hiệu Panasonic. Trong video ngày hôm nay, Ngọc Gia Ban muốn giới thiệu cho các bạn phiên bản EAP MA100. Đây là một trong những cái mẫu ghế theo như Ngọc Gia Ban đánh giá, nó thay đổi hoàn toàn từ về ngoại hình, kiểu dáng và cũng như là về ngôn ngữ thiết kế, từ bảng điều khiển và cũng như là tính năng của bộ động cơ vận hành hoạt động vượt trội hơn so với những phiên bản về trước. Đối với EAP MA100 phiên bản ngày hôm nay thì đây là một trong những cái mã ghế đầu 3 số. Thì để xác định và cũng như là so sánh được nó thay đổi như thế nào so với những cái phiên bản về trước, thì những cái phiên bản cuối cùng của dòng phím cơ như là MA97, phiên bản đầu tiên được tích hợp cái tính năng con ăn ở lòng bàn chân, sang tới phiên bản MA98 thì nó là một trong những cái phiên bản nó thay đổi về cái form dáng của kiểu chân, tức là nó sẽ uốn cái đường cong ở cái phần chân này nhiều hơn so với phiên bản MA97 trước đó, nó không có cái sự bo sát. Và phiên bản MA99 là một trong những cái phiên bản cuối cùng kết thúc dòng phím cơ và chuyển đổi sang tới phiên bản EAP MA100. Đây là một trong những cái mẫu ghế đầu tiên theo như Ngọc Gia Ban đánh giá là nó thay đổi về cái form dáng ở phần tay. Phần tay của những cái dòng như là MA97, 98 thì nó sẽ thiết kế theo cái kiểu là nâng lên và gập xuống. Ví dụ như là ở đây thì Ngọc Gia Ban có cái phiên bản MA068 này, nó sẽ thiết kế theo dạng là gập lên này và mở xuống. Khi mà người sử dụng đưa cái phần tay vào thì tức là chúng ta cần phải nhấc cái phần tay của ghế lên và chúng ta sẽ đưa cái phần tay như thế này vào. Nhưng mà sang tới phiên bản EAP MA100 thì khi mà người sử dụng ngồi lên, chúng ta chỉ việc là đưa cái phần tay này đặt sâu vào bên trong và sau đó là chúng ta chỉ việc sử dụng và cũng như là đưa ra các cái bài tập. Thì đấy là cái sự thay đổi là về cái phần tay. Và với cái phần tay như thế này, như các bạn có thể nhìn khi mà đầu tiên là chúng ta nhìn ở phía chính diện này, sau đó là chúng ta sẽ nhìn ở phía bên ria cạnh của chiếc ghế. Nhìn chiếc ghế nó sẽ tạo ra một cái đường nét nó mềm mại hơn và cũng như là tạo một cái kiểu dáng nó hiện đại hơn rất là nhiều. Và cùng với đó là họ đi ở đây là những cái đường chỉ màu trắng này cho tới là những cái đường chỉ màu đen. Và cái tiếp theo nữa ở đây, khi mà Ngọc Gia Ban nhìn với cái phiên bản MA100, nó thay đổi hoàn toàn về cái hiệu lệnh điều khiển. Đối với phiên bản MA97, 98 thì nó sử dụng là cái hệ thống phím cơ. Đây ví dụ như là những cái phiên bản dòng phím cơ của MA068 này thì nó sẽ tương tự so với là MA97, 98. Thì các cái bài phím cơ về các cái bài vùng thì họ sẽ tích hợp bài vùng về phần khí ở bên tay trái và các bài vùng về phần cơ ở bên tay phải. Và hệ thống màn hình hiển thị ở trên này, và tất cả nó sẽ sử dụng là ở trên cái bảng điều khiển và cũng như là với hệ thống bài đánh là full 9 bài đánh tự động. Và sang tới phiên bản EAP MA100 thì ở đây nó đã chuyển đổi hoàn toàn về cái ngôn ngữ thiết kế của bảng điều khiển là bằng màn hình ở cảm ứng. Ở đây thì họ chỉ sử dụng là 6 cái nút phím cơ, ví dụ như là nút bật tắt này, nút dừng đột ngột này, và nút nâng nưng hạ nưng này, nút nâng chân hạ chân này. Còn với về các hệ thống ví dụ như là chúng ta chọn lựa bài đánh hay là về cái sự mô phỏng thì nó hoàn toàn điều chỉnh bằng hệ thống là phím ở cảm ứng. Ví dụ như là từ các động tác tataki này, rồi là các hệ thống nạp lại cái động tác này cho tới là chuyển động tác này. Và cũng như là ở đây thì về cái hệ mô phỏng của nó sẽ được đẹp hơn và tốt hơn. Ví dụ như là chúng ta chỉ cần mô phỏng về hệ thống của cái con ăn này, và cũng như là chúng ta cần về cái hệ thống mô phỏng toàn thân, từ về hệ thống túi khí cho tới là về hệ thống của cái con ăn. Còn ở đây theo Ngọc Gia Ban đánh giá thì nó vẫn giữ lại được, một là về các cái lớp túi khí dày ở phần mông kết hợp cơ chế là kéo giãn 3 cấp độ. Tiếp theo là về hệ túi khí của cái phần hông. Phần hông thì tới phiên bản MA102 thì cái phần hông nó được to hơn, và từ MA102, 103 và 120 phiên bản cao cấp nhất bây giờ thì nó vẫn sẽ sử dụng là cái túi khí nó cao như vậy. Và sang tới về cái màu sắc của cái bảng điều khiển thì MA100 nó sử dụng cái viền màu đen, nó giống với phiên bản MA102.
Còn MA101 thì nó sẽ sử dụng là cái viền màu bạch kim, tức là màu vàng. Thì ở đây là nó thay đổi từ về phần tay này, bảng điều khiển này. Còn về phần chân thì nó vẫn giữ được form dáng từ phần chân của MA98, 99 và cũng như là về các hệ túi khí này, cho tới là các cái tấm nốt như thế này. Ở đây thì tấm nốt của phiên bản MA100 nó cũng đã thay đổi rồi. Và đây chính là về cái ở góc nhìn khi mà chúng ta nhìn cái con ăn nó hoạt động từ phía trước, và cũng như là nó thông qua cái phần nỉ. Và đây là một trong những cái hệ thống nỉ rất là bền và cũng như là còn rất là đẹp sau khoảng độ 5 năm sử dụng. Thì với phiên bản MA100 ngày hôm nay, về cái năm sản xuất của nó, ở đây thì Ngọc Gia Ba sẽ quay chi tiết hơn cho các bạn về cái mã số và cũng như là về cái series ở đây. Ví dụ như là các bạn có thể thấy đây là EAP MA100 bản K, tức là bản màu đen. NOT tức là cái ngày nó xuất xưởng là ngày 18 tháng 6 năm 2019. Và cũng như là đây là cái mã IMEI của nó. Và ở bên này thì nó đầy đủ các mã số chứng nhận thiết bị y tế này. Nguồn điện đầu vào là 100V này và cái công suất là 135W. Về hệ thống bộ động cơ của phiên bản MA100 thì về cái form dáng nó vẫn giữ được cái bộ động cơ to và cũng như là bền bỉ từ thương hiệu National, và cũng như là với số lượng là 4 motor để phục vụ cho 4 con ăn hoạt động trên trên cái cơ chế là bằng hệ thống hai tay đòn. Và như các bạn có thể thấy đây thì hai cái thanh trục này khi mà nó vận chuyển này, đấy, nó sẽ rất là đều và cũng như là rất là uyển chuyển trong cái quá trình mà cái con ăn nó hoạt động. Và giống như đầu video thì Ngọc Gia Ban có chia sẻ rằng là với cái phiên bản này nó tích hợp trí tuệ nhân tạo AI 5D thông minh. Vậy thì cái thông minh đấy nó ở điểm nào? Như các bạn có thể thấy ở đây thì cái hộp số nó vẫn giữ với cái form dáng như vậy, nhưng mà ở bên trong thì các cái chip điện tử họ đã tích hợp nhiều hơn, và cũng như là các cái chip khi mà họ xử lý nó sẽ được tốt hơn. Và ở đây thì khi mà cái bộ động cơ nó đang vận hành nên là Ngọc Gia Ban sẽ không tháo cái phần này ra. Và về độ mới của cái phiên bản này thì sao? Như các bạn có thể thấy đây thì về cái hệ thống thanh trục xoay của nó này, đây là một trong những cái điều mà motor nó vận hành này, nó còn rất là mới và sáng này. Một chiếc ghế mà cách đây 5 năm thì cũng có nhiều bác nghĩ rằng là cái chiếc ghế ở cách đây 5 năm thì liệu nó còn mới và nó còn tốt hay không. Thì điều đầu tiên mà Ngọc Gia Ban vẫn luôn chia sẻ cho các bạn đó chính là ở đây là về cái thanh trục của nó này, làm hoàn toàn bằng hệ thống kim loại, từ những đường bánh răng đi sẽ rất là đều. Và cũng như là ở đây thì về cái chất liệu mà nó làm đó chính là bằng cái hệ thống là bằng lớp mỡ chịu nhiệt này. Đấy, lớp mỡ chịu nhiệt ở đây nó vẫn còn trắng tinh sau 5 năm sử dụng. Chiếc ghế này khi mà Ngọc Gia Ban vừa mới về thì nhìn nó còn khá là đẹp. Về độ mới, về tổng quan của nó còn khoảng tầm 98% từ về hệ thống lớp nỉ này. Lớp nỉ có nhiều con nó sẽ ảnh hưởng bởi cái màu đen của cái con ăn này. Và khi nó vận hành và cũng như là nó cọ sát với cả cái phần nỉ thì nó sẽ tạo ra một cái màu đen. Thì với cái màu đen đấy nhưng mà cái chất nỉ này thì nó còn rất là bền. Đấy, cái chất nỉ này nó còn rất là bền và đẹp này. Còn về hệ thống ở đây thì với cái bộ động cơ nhìn nó còn rất là sáng này. Đây nhìn nó còn rất là sáng. Và cũng như là cho tới về cái việc vận hành của cái dây cu đoa này, và cũng như là kết nối với cả các cái đầu motor, nó chạy nó rất là êm. Thì đấy chính là cái việc mà nó vận hành được một cái chip, nó tích hợp thêm cái hệ thống AI 5D thông minh. Và ở cái phía bên trong này thì các cái chip đấy, lát nữa thì Ngọc Gia Ban sẽ mở ra sâu hơn để cho các bạn có thể có một cái nhìn nó được cụ thể hơn là rất là nhiều. Và đây chính là cái bộ động cơ của chiếc ghế EAP MA100 khi mà Ngọc Gia Ban vừa mới mở ra. Một chiếc ghế nó đã được sản xuất cách đây là 5 năm. Và với những cái phiên bản MA100 là một trong những cái phiên bản tính đến thời điểm hiện tại thì nó còn rất là cao, và cũng như là những cái phiên bản về cái tầm phân khúc nó sẽ rơi khoảng tầm là trên 70 triệu đồng. Và như các bạn có thể thấy đây, đây chính là một cái hệ chip. Hệ chip này chính là cái được gọi là tính năng trí tuệ AI thông minh. Tức là cái trí tuệ này nó sẽ giúp cho cái con ăn đầu tiên là về cái hệ cơ chế đo nó sẽ được chuẩn xác hơn. Cái thứ hai, nó sẽ giúp cho cái con ăn khi mà nó vận hành, nó thực hiện các cái động tác giống như là con người, massage cho con người. Và cái thứ ba, tức là trong cái quá trình mà cái chiếc chip này nó điều chỉnh và vận hành được cái con ăn, nó hoạt động được êm ái và trơn tru hơn so với là những cái chiếc ghế, mã ghế về trước, nó không được tích hợp cái hệ thống chip như thế này. Và ngoài ra thì nó còn có một số những cái yếu tố nữa, nó sẽ giúp được cho cái chiếc ghế, một là tuổi thọ nó cao hơn, và cũng như là cái bộ động cơ nó sẽ được bảo vệ một cách an toàn hơn rất là nhiều. Và như các bạn có thể thấy đây thì khi mà cái chiếc ghế nó vừa mới về, ở Ngọc Gia Ban vẫn chưa vệ sinh, nhưng mà về cái độ mới này, từ phần dây cu loa này,
cho tới là những cái bánh răng này, bánh nhựa này, và cũng như là về các cái bộ nỉ nó còn rất là đẹp, và cũng như là từ các cái thanh hành trình này, rồi là về các cái dây cura này nó còn rất là đẹp, từ những cái khâu vận chuyển và cũng như là về cái quy cách của người Nhật họ sử dụng, từ về việc bảo dưỡng và bảo quản họ rất là cẩn thận. Và trong video ngày hôm nay, Ngọc Giao Ban đã giới thiệu cho các bạn một trong những cái phiên bản ghế massage nội địa Nhật cao cấp đến từ thương hiệu Panasonic, có mã là EAP MA100. Nếu như mà các bạn có nhu cầu, có thể liên hệ với Ngọc Giao Ban qua số điện thoại 0974945555. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ để lại cho Ngọc Giao Ban một đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.